Các bạn ơi, ngày hôm nay có một vlog rất là đặc biệt, Em ơi, dạ? Về rồi, hẹn về rồi. Cái gì vậy? Một con robot rất là đặc biệt. Ủa, thiệt hả? Thiệt. Em biết con robot đó là gì không? Hút bụi. Wow, đúng rồi. Mình đặt hơn một tháng trời thì cái con robot hút bụi ở ngoài Hà Nội người ta cũng chuyển vô rồi các bạn ơi. Và một tí nữa mình sẽ xuống nhận hàng. Các bạn biết sao mình mừng vậy không? Bình thường á là ở nhà tụi mình phải lau nhà, quét nhà và rửa chén nữa. Nhưng mà ngày hôm nay có một con robot hút bụi rồi là kể từ nay mình không cần phải lau nhà, quét nhà nữa. Và mình sẽ mua thêm một cái máy rửa chén nữa. Anh shipper giao máy hút bụi tới rồi và bây giờ tụi mình sẽ xuống chung cư để lấy nha các bạn. Thì đây là robot hút bụi, còn bây giờ mình sẽ đem lên đập hộp nha. Anh đó trời đúng siêu nhân luôn á, anh chở một đống hàng. Cái máy này là mình mua của hãng Xiaomi, có giá là 13.490.000. Hôm nay cả nhà mình có gì nè mọi người? Robot. Từ nay mình sẽ không phải làm việc nhà 23 tiếng một ngày nữa mọi người. Đây thì bạn hai làm việc đó mọi người. 23 tiếng một ngày. Ok. Hào hức quá à. Hằng ngày á mình phải đốn củi nè, lặt rau nè, đi lên rừng hái trái dâu rừng nè mọi người. Em tưởng em trong chuyện cổ tích hả, em lập bạch tuyết hả? Mình mua màu đen phải không anh? Đoán xem nó màu gì. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ unbox nó ra. Ôi, màu đen nó mới sang. Bạn đang mặc bộ đồ màu gì? Chắc bạn mặc bộ đồ màu trắng. Thì đây là cái đốc sạc. Cái đốc sạc này thì các bạn sẽ để nó ở trong một cái góc nhà mình, chẳng hạn như để dưới đây nè. Đó, tùy theo diện tích nhà mình. Thì khi mà lau xong á, nó sẽ về đây, nó sạc pin, nó nằm nó ngủ. Đó, các bạn có thể hiểu là giống như căn nhà của nó vậy. Thật ra thì cách đây vài tháng mình đã unbox một con robot Zen 2 rồi. Nhưng mà cái con đó thì mình thấy là nó chạy khá là ồn, nên mình không có đăng video đó lên. Thì mình mua con Zen 3 để mình unbox cho bạn xem. Con Zen 2 thì bây giờ có giá là khoảng tầm 8.3, 8.5 gì đó. Thật ra những cái con robot này nè, nó sẽ thích hợp dành cho những bạn nào mà ở nhà chung cư, kiểu mà diện tích các bạn rộng thật rộng và có những cái ghế salon á, thì rất là khó mà quét dọn ở phía bên trong. Thì nên mua một con robot mà xài. Mua kèm á thì các bạn sẽ được những cái miếng này nè. Cái miếng này là cái miếng lau nhà, nó sẽ phun nước ra cái miếng này và nó sẽ lau lau lau. Ủa vậy nó có bỏ nước lau nhà vô không? Bỏ nước vô được. Dạ. Em muốn pha nước đó là nước gì thì em bỏ vô. Còn cái này là cái đế. Mấy cái miếng này á ở trên mạng vẫn có bán luôn. Các bạn chỉ search là miếng lau nhà của robot hút bụi á. Cái hộp này là cái hộp đựng bụi, thì khi mà hút vô á thì những cái phần bụi, những phần lông, tóc tai đồ này nó sẽ chứa trong cái hộp này. Và khi mà bạn phun á thì bạn chỉ cần tháo cái hộp này ra và đổ thôi. Không phải đổ bằng cái lỗ này đâu. Cái này nè, lấy ra bằng này nè. Ôi. Bum xong. Thì cái này đây. Thật sự mình không hiểu là sao trong một cái miếng nhỏ như thế này. Robot mình bụi quá, mình sẽ lấy một cái cây chổi như thế này. Cái cây đánh phấn. Đóng nắp lại thì có một phần để chúng ta bỏ nước vào. Thì đổ mọi người nó ở đâu? Em đố ngược lại anh đó. Em đố ngược lại anh. Em sai rồi, anh không biết là nó ở đâu. Nói chung là mình để cho mình dọc dọc từ từ các bạn dọc, ơi. Dọc. Thì ở dưới phần này mình sẽ cho các bạn xem là đó, giống như nó quét nhà rồi xong rồi nó hút bụi vô trong. Mình sẽ có thể mở ra. Và cái này thì lâu ngày á, khi mà các bạn thấy nó dơ hoặc là nó dính những cái mà bịch ni lông vậy, các bạn có thể kéo ra khười khười nó ra. Thì con robot này ngoài công dụng hút bụi ra thì nó có công dụng lau nhà nữa. Này cắt cho. Cái gì ghê quá à. Không hiểu nổi luôn á, cái gì cũng dành á. Đây thì giới thiệu với mọi người, thì đây là cái miếng mà để chứa nước lau nhà. Thì cái này các bạn chỉ cần... Ủa, chỗ này nó có con chip nè. Cái đó là miếng dán để thay mấy cái này nè. Thay cái lỗ màu tròn tròn này nè. Thì bây giờ mình sẽ chế nước vào bên trong. Xài miếng này á, để cho cái phần nước nó không bị rỉ và nó không chảy vô cái phần mạch điện thì sẽ không gây nguy hiểm. Và ngoài ra thì còn có điều chỉnh mức độ nước rỉ ít ít. Còn đây á là nước rỉ mạnh, thì các bạn có thể chọn. Có 3 giọt nước nè, các bạn chỉ cần tháo ra và chế nước vô. Thì mình không biết là nó chứa được bao nhiêu nước nữa, nhưng mà cứ thử nha mọi người. Đó, nước sẽ chảy vô. Yeah, nước chảy vô đầy rồi. Đầy xong thì các bạn chỉ cần khóa cái phần này lại.
Các bạn ơi, thì sau khi mà bạn chế nước vô cái phần này á, thì bây giờ các bạn sẽ lấy những cái miếng này nè và dán vô, đẩy cái này qua từ bên phải qua bên trái. Wow wow wow. Đó, để qua bên phải kéo qua bên trái. Do, do, do. Bập, xong. Thì đây là một cái miếng lau nhà. Mình sẽ gắn vô nha mọi người. Thì mình sẽ để về. Và bây giờ thì mình sẽ để nó xuống. Mình sẽ cài một cái app để cho cái con robot này nó quét cái diện tích của nhà mình và nó sẽ làm vệ sinh nha mọi người. Ủa phải là quét nhà xong mình mới có miếng lau nhà không? Lúc nào cũng nó vừa quét nó vừa lau luôn. Nó thông minh ở chỗ đó đó. Con người nó thông minh hơn con người ở điểm đó. Con người á là quét rồi xong sạch sẽ mới lau. Nó vừa quét nó vừa hút nó vừa lau. Các bạn ơi, hiện tại là mình vừa đăng một cái app tên là Roborock và bây giờ mình sẽ mở lên để kết nối giữa cái app này với lại con robot. Thì hiện tại là sau khi mà mình nhập password vô thì mình đã khởi động được rồi và nó hiện lên là Roborock S6. Ở đây thì mình thấy là có một số tính năng, chẳng hạn như là hiện thời gian pin nè, hiện diện tích phòng mình là bao nhiêu mét vuông. Mình sẽ bấm chế độ quét luôn. Mình sẽ không cần phải điều khiển trên đây. Something happened everybody, oh my god. Trời ơi, cảm thấy một cái sự hiện đại ở đây mọi người. Đúng rồi. Anh dụ nhìn nó đụng vô chân em là nó có tự đi không? Hay là nó hút em vô luôn anh? Nó đụng vô chân em là nó hút em vô luôn. Trời ơi, lạ nha. Thì bây giờ mình sẽ cho nó hút để coi trong khoảng bao nhiêu phút là nó hút xong và sẽ quay tiếp cho bạn xem là nó hút có sạch không nha mọi người. Hiện tại là mình trang cho nó hút ở phòng khách. Các bạn có thể thấy là nó hút ở trong kẹt luôn rồi nè. Ở đây là cái ghế salon nhà mình và nó hút tuốt ở trong luôn. Mọi người chú ý nha, trong nhà mình đừng để mấy cái chướng ngại vật, chẳng hạn như đôi dép hoặc là mấy cái nùi lao ở dưới á. Tại vì nếu mà mấy cái nùi lao á thì nó sẽ hút cái nùi lao vô luôn. Đây đây đây, bên đây còn dơ. Ủa vậy là cả nhà mình bây giờ đang tập trung coi đó thôi mọi người. Đúng rồi. Để làm cái niềm vui lên nữa. Mày mới bước vô ngôi nhà này và mày đã chơi theo rồi. Nhìn lại mày đi. Nó đi chơi, nó chơi em lần nữa anh ơi. Nó quá xong rồi đó. 30 phút trôi qua và hiện tại là mình thấy con robot nó đã lau hút bụi xong hết rồi. Và ở trên cái app thì mình thấy là con robot đã định vị được cái diện tích nhà mình là 30 mét vuông của cái phòng khách. Thời gian quét thì mất khoảng 30 phút, nhưng mà mình thấy là còn một số chỗ còn dơ nên bây giờ mình sẽ chỉnh qua cái phần zon. Chúng ta có thể định vị muốn lau dọn chỗ nào thì lau dọn. Bé mở kêu là chỗ này còn dơ do nãy giờ tụi mình đi ra đi vô á, nên tụi mình quyết định là sẽ cho con robot này lại quét cái khu vực này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó lau nha. Ở đây thì mình thấy là có nhiều chế độ khác nhau. Bây giờ mình sẽ chỉnh thử coi quét tốc độ mà cao nó sẽ như thế nào. Hồi nãy lúc mà mình quét á, mình thấy là tiếng kêu của nó còn nhỏ nha. Nhưng mà chỉnh qua chế độ max thì mình thấy là tiếng của nó lớn hơn. Lớn gần giống như là tiếng ồn của con robot Gen 2 vậy. Đây, nó đang lại cái vị trí mà mình định vị đây. Chỗ này nè con ơi, đúng rồi. Đó, mình định vị ở trên bản đồ là khu vực này nên nó lại cái khu vực này và nó hút. Con robot nó đã hút bụi xong rồi và các bạn có thể nhìn thấy trên bản đồ là nó đã lia sạch sẽ luôn rồi các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình thấy là có một tính năng rất là thông minh, đó là định dạng bản đồ bằng laser, tức là laser mapping đó mọi người. Ở ngoài hành lang này nè, mặc dù là con robot nó chưa có ra nhưng mà nó vẫn có thể định vị được là ở ngoài đây có một cái hành lang. Các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là sau nửa tiếng quét nhà thì nó đã hút những gì nha mọi người. Các bạn thấy không, là cái phần này là phần dễ lau. Thì nếu mà lâu ngày nó dơ quá, mọi người nhớ là tháo ra. Rồi xong rồi sẽ thay cái miếng khác nha. Còn bây giờ mình sẽ coi cái hộp bụi nó nha. Đây là nãy giờ cái hộp bụi nó đã hút vô. Các bạn coi nè, cái hộp bụi nè. Nó dơ dữ vậy hả? Chính xác. Trời ơi, không nghĩ là dơ dư vậy luôn á. Đây mọi người, nhà mình nè, trong vòng 30 phút nó hút bụi. Hút một lần như đây nè. Thì sau khi hút xong á, các bạn chỉ cần là lấy cái cây chổi này, các bạn đổ ra cái thùng rác. Thì chắc bây giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem luôn nha. Đi theo mình nào các bạn ơi. Thì bây giờ mình chỉ cần là gửi mấy cái này. Đây mấy cái lông nè. Mặc dù là nhà mình không có lông mèo nhưng mà những cái phần bụi nho nhỏ nè rất là nhiều. Đây là thành quả sau 30 phút của em bé robot đã hút xong. Ta-da! Còn bây giờ thì mình sẽ cho nó về nhà thôi. Về đi con! Em nghĩ là nó đang chào mọi người á. Bye bye! Bye bye!
Đúng rồi, nhà là nơi ta ra đời. Rồi, vô rồi mọi người ơi.